Nội chiến Mỹ có thể được xem như một trong những sự kiện có độ ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nước này. Cuộc chiến này đã tạo ra nhiều cuộc cải cách về tư tưởng, chính trị và cả những sự thay đổi chính sách về mặt tài chính. Và điều đặc biệt nhất là nhờ sự kiện này mà Mỹ được xem như một trong những quốc gia tiên phong kinh điển về việc bãi bỏ chế độ nô lệ vốn tồn tại dai dẳng ở nhiều nơi trên thế giới. Vậy vì sao cuộc chiến này lại xảy ra? Điều gì đã chia rẽ nước Mỹ? Và liệu có ai đứng đằng sau giật dây và điều khiển các cuộc chiến này không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Nội chiến Mỹ của tác giả Lê Công Thành được đăng trên website của Spyroom nhé! Trước hết, để hiểu về cuộc nội chiến này, tất nhiên điều đầu tiên mà chúng ta cần nắm được chính là bối cảnh nước Mỹ trước thềm xung đột. Xét bối cảnh nước Mỹ thời điểm ấy, thì dù đã độc lập qua vài chục năm nhưng vẫn giữ chế độ nô lệ và lao động cưỡng bức từ thời còn là thuộc địa của Anh. Điều này tạo ra sự cản trở trong việc phát triển công nghiệp và gây ra nhiều cuộc đấu tranh bãi nô. Xét về khía cạnh kinh tế tài chính, thì nước Mỹ lúc ấy vừa hứng chịu nhiều giai đoạn trừng phạt tài chính do sự đóng cửa của Ngân hàng Trung ương lần thứ hai. Thế nhưng nền kinh tế tài chính vẫn ổn định, thay vì suy thoái. Bấy giờ tư sản ở châu Âu với mạng lưới kết nối trong làm ăn và quan hệ ở thị trường Mỹ đã tìm cách đánh vào sự bất hòa giữa hai miền về chế độ nô lệ. Thế lực này đã tung tin phóng đại, sai sự thật và kích động cả hai bên. Và đây là động thái chia cắt nước Mỹ, để Mỹ tìm đến sự phụ thuộc vào châu Âu để giải quyết xung đột. Có thể coi đây là một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến hậu quả là sự rạn nứt liên kết giữa hai nửa đất nước. Vào giữa thế kỷ thứ 19, nước Mỹ đã bắt đầu có sự phân hóa rõ ràng trong cơ cấu kinh tế, cũng như sự phân hóa chế độ sử dụng nô lệ. Cụ thể thì miền Bắc đi theo mô hình công nghiệp hóa và sản xuất, vận hành theo chế độ tư bản chủ nghĩa với nhân lực là các công nhân tự do. Còn ở miền Nam thì vẫn chọn mô hình đồn điền, dựa trên sự bóc lột hàng triệu người nô lệ da màu châu Phi hàng năm để sản xuất nông nghiệp. Dẫu cho sự lạc hậu, tàn bạo và phức tạp của vấn đề chiếm hữu nô lệ đã quá rõ ràng, nhưng chính phủ Hoa Kỳ khó lòng can thiệp trực tiếp hoặc mạnh tay vào vấn đề. Lý do là vì 13 trên tổng 26 bang của nước Mỹ đang đi theo chủ trương kinh tế tư bản, 13 bang còn lại theo chế độ nô lệ. Tình thế này sẽ khiến bất kỳ động thái gây mất cân bằng nào cũng đều sẽ đánh vào lợi ích của những chủ nô của các bang ở miền Nam và có thể xé đồ đất nước bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nền công nghiệp sản xuất của Mỹ khi này vẫn chỉ có miền Bắc là chủ yếu, đang đứng thứ tư trên thế giới. Nước Mỹ lúc này chính đang nuôi tham vọng vươn lên dẫn đầu so với các quốc gia châu Âu. Bởi thế, chính phủ Mỹ có mong muốn thống nhất và đồng bộ nền cơ cấu kinh tế tư bản trên toàn Hoa Kỳ. Và điều này cũng gián tiếp dẫn đến nhiều cuộc biểu tình đấu tranh đòi bãi nô. Miền Nam ngăn chặn để bảo vệ chế độ nô lệ của mình bằng cách nhập khẩu thay vì sử dụng hàng hóa nội địa và ngăn chặn các sản phẩm từ miền Bắc vào đây. Đồng thời, thị trường mua bán nô lệ nóng hơn bao giờ hết ở miền Nam vì động lực mở rộng đồn điền và sản xuất làm các giới chủ nô phải tìm thêm nhân lực. Dần dần, mối quan hệ giữa hai miền đã xấu đi và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng đến một mức độ nhất định, xung đột đã bùng nổ và biến thành một cuộc chiến quy mô lớn. Mọi chuyện có thể truy ngược về năm 1854, đó là năm mà các nhà hoạt động chính trị miền Bắc thành lập Đảng Cộng Hòa. Đảng này sớm được ủng hộ bởi giai cấp tư sản nơi đây, nhằm triển khai chế độ bãi nô và là đối trọng với Đảng Dân Chủ ủng hộ chế độ nô lệ. Từ tháng 12 năm 1860 đến tháng 2 năm 1861, tức là sau khi Abraham Lincoln đắc cử Tổng thống, 7 tiểu bang của miền Nam với sự khơi mào từ bang South Carolina tuyên bố ly khai khỏi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Họ thành lập Liên minh Chính phủ miền Nam dưới sự lãnh đạo của Jefferson Davis. Đến giữa tháng 4 năm 1861, sau khi thu giữ nhiều tài sản liên bang trên lãnh thổ của các bang ly khai về phía miền Nam, quân đội Liên minh đánh chiếm pháo đài Sumter, chính thức khai mào cuộc nội chiến. Tóm lược diễn biến cuộc chiến. Sau trận chiến tại pháo đài Sumter, Lincoln chiêu mộ hơn 75.000 binh sĩ tình nguyện phục vụ cho chiến sự. Việc này khiến 4 bang theo chủ nghĩa nô lệ là Virginia, Tennessee, Bắc Carolina và Arkansas ly khai khỏi Liên minh miền Nam. Ngày 21 tháng 7 năm 1861, diễn ra trận Bull Run lần thứ nhất tại bang Virginia. Đây là trận chiến đầu tiên trong cuộc nội chiến và phe miền Bắc thất thế. Sau đó, quân miền Nam liên tục chủ động trong việc đánh, phá tan các kế hoạch tấn công của Lincoln. Hơn một tháng sau, trong 3 ngày từ ngày 28 đến 30 tháng 8 năm 1861, trận Bull Run lần thứ hai diễn ra và quân miền Bắc tiếp tục thất thế. Trận chiến này cũng đánh dấu thời điểm quân đội miền Bắc khó khăn nhất.
sức ép của quân miền Nam đã khiến Lincoln phải thay đổi mục đích và bản chất cuộc nội chiến. Bên cạnh đó, quân miền Nam dưới sự chỉ đạo của tướng Robert E. Lee cũng có thêm điều kiện tiến công xa hơn. Ngày 14 tháng 9 năm 1862, quân miền Nam của tướng Lee có ý định tấn công vào Washington DC nhưng đã bị đánh chặn tại rạch Antietam. Phần thắng không dành cho ai, 23.000 binh sĩ thiệt mạng trong một ngày, nhưng quân miền Bắc đã đánh đuổi được thành công quân miền Nam. Đến ngày 1 tháng 1 năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln chính thức ban hành tuyên ngôn giải phóng nô lệ, xoay chuyển cuộc chiến thành chiến tranh giải phóng nô lệ thay vì là chiến tranh thống nhất đất nước trước đó. Và cũng sau sự kiện này, không một quốc gia châu Âu nào dám trực tiếp tham gia vào cuộc nội chiến nữa. Mặt khác, tuyên ngôn giải phóng nô lệ cũng ảnh hưởng tích cực đến bộ mặt của quân đội miền Bắc, khiến nhiều người nhập ngũ tham gia chiến sự này để giải phóng nô lệ da màu. Ngày 1 tháng 7 năm 1863, diễn ra trận đánh tại thị trấn Gettysburg, bang Pennsylvania. Đây là trận đánh lớn nhất, nhiều thương vong nhất nhưng cũng rất quan trọng đối với cả hai bên nếu giành được phần thắng. Cuối cùng, quân miền Bắc là bên thắng lợi và việc này đã dẹp tan nhiều ý định xâm lược khác của miền Nam, đánh dấu sự xoay chuyển về mặt chiến sự và lợi thế. Đến ngày 4 tháng 7 năm 1863, sau nhiều tháng giằng co, cuộc giành giật sông Mississippi đi đến hồi kết bằng chiến thắng tại đồn Vicksburg. Miền Bắc là phe giành được quyền kiểm soát con sông này và cắt đôi được miền Nam, khiến đường tiếp viện của họ bị gián đoạn. Đến tháng 5 năm 1864, tướng Grant của phe miền Bắc dẫn quân từ Washington tiếp đến Richmond, vừa để đẩy lùi quân đội miền Nam lúc này đang phải co về thủ đô. Đồng thời, ông cũng cho quân tiến đánh từ phía Tây Nam lên thành phố Petersburg cách đó không xa, tạo thành thế gọng kìm với hãm quân miền Nam, cắt đứt tiếp viện đến Richmond. Vào tháng 9 năm 1864, quân đội Bắc do tướng Sherman chỉ huy đã đánh chiếm thành công Atlanta. Chiến thắng này giúp miền Bắc củng cố thêm hy vọng về thắng lợi sau cùng, đồng thời cũng góp phần giúp Lincoln đắc cử tổng thống lần hai. Vào ngày 31 tháng 1 năm 1865, thông qua tu trình án thứ 13 của Hiến pháp, Tổng thống Lincoln chính thức tuyên bố bãi bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ tại Mỹ. Vào ngày 9 tháng 4 cùng năm, Tổng chỉ huy quân đội miền Nam đầu hàng tại Appomattox, chấm dứt hoàn toàn cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Sự can thiệp từ bên ngoài và các yếu tố tài chính. Bên cạnh những chi tiết về các cuộc chiến vũ trang và các tài thao lược của những chỉ huy hai bên, cuộc nội chiến Mỹ được các tư sản châu Âu góp phần giật dây, kích động. Nguyên do là vì họ muốn lấy lại quyền kiểm soát kinh tế và tài chính sau khi nước Mỹ kiệt quệ vì chiến tranh. Giới tư sản châu Âu, đặc biệt là gia tộc Rothschild, đã can thiệp bằng cách trợ cấp tài chính và nhân lực cho quân đội miền Nam. Mục tiêu của họ là giúp phe miền Nam thắng lợi, qua đó nhanh chóng khơi thông con đường giao thương bông và các sản phẩm khác đến nước Anh. Đây là một sản phẩm cốt yếu của nền công nghiệp châu Âu, nhưng khi đó lại bị ảnh hưởng do các đợt tiến công đánh chặn đường bờ biển miền Nam của quân miền Bắc. Thế nhưng miền Bắc cũng có những sự hỗ trợ, chủ yếu là từ Sao Hoàng Nga, bấy giờ là Alexander II. Nguyên do là bởi bấy giờ hai nước Nga và Mỹ cũng có nhiều sự tương đồng trong việc bị các tư sản châu Âu kiểm soát tài chính và kinh tế. Chính nước Nga trước đó cũng đã tuyên bố giải phóng Nông Nô. Trong cuộc chiến, Abraham Lincoln đã phải tạo ra một loại tiền tệ mới, tiền xanh Lincoln. Mục đích là để sử dụng trong chiến tranh và duy trì vận hành nền kinh tế, khi đó đã bị phía tư sản châu Âu thu hồi. Một nguyên do nữa là vì nhiều loại kim loại quý như vàng và bạc trong hệ thống tài chính cũng đã bị đóng băng. Động thái này đóng vai trò vận hành các hoạt động trao đổi, mua bán hay lương cho các binh lính, giúp nền kinh tế và quân sự của miền Bắc tăng trưởng tốt hơn miền Nam khi đó. Miền Bắc cuối cùng là phe thắng trận, thế nhưng lãnh đạo tối cao của họ, Tổng thống Lincoln thì lại không tận hưởng thắng lợi ấy được lâu. Abraham Lincoln bị ám sát. Ngày 10 tháng 4 năm 1865, một cuộc liên hoan lớn ăn mừng chiến thắng của quân đội miền Bắc được tổ chức tại Washington DC. Và chỉ có 4 ngày sau, Tổng thống Lincoln bị ám sát trong rạp hát bởi một diễn viên có tên là John Wilkes Booth. Y cũng là một người ủng hộ chế độ nô lệ. Đến sáng ngày 15, Lincoln qua đời, toàn nước Mỹ tuyên bố quốc tang trong 3 tuần. Ông cũng được an táng tại nghĩa trang mang tên chính mình tại Oak Ridge. Trên góc độ chính trị, đây là đòn trả đũa của chủ nghĩa nô lệ còn tồn đọng trong xã hội Mỹ những ngày đầu giải phóng. Hành động của Wilkes Booth có thể xem như là lời đáp trả của những người chủ nô cực đoan. Trên góc độ tài chính và kinh tế quốc gia,
có thể coi đó là đòn đáp trả tới sự hiệu quả của chính sách tiền tệ của đồng tiền xanh Lincoln, thứ đã góp phần giúp nước Mỹ tiết kiệm được 4 tỷ đô lợi nhuận từ chỉ 450 triệu đô la tiền xanh phát hành. Việc Lincoln tuyên bố bãi bỏ chế độ nô lệ cũng như xóa nợ của Liên minh miền Nam cũng khiến các nhà lãnh đạo ngân hàng thế giới chao đảo không thể ngồi yên. Các tư sản châu Âu vốn không thích điều này tiếp diễn dài vì nó chống lại mục đích kiểm soát tiền tệ của giới tài phiệt tại Mỹ. Do đó, họ đã huy động các cá nhân giận dữ trong xã hội Mỹ trong những ngày đầu độc lập nhằm tạo ra vụ ám sát. Sau vụ việc trên, đồng tiền tự do và hiệu quả nhất nước Mỹ khi đó đã bị giới hạn trần phát hành chỉ còn 400 triệu đô và cuộc chiến khống chế nền tài chính nước Mỹ vẫn nằm trong tay các giới tài phiệt. Cuộc nội chiến đã tác động kép đến mặt kinh tế và xã hội của nước Mỹ. Một mặt, nó tạo tiền đề cho việc đồng bộ hóa nền kinh tế tư bản quốc gia, đưa nền kinh tế quốc gia này phát triển mạnh mẽ trong các thời kỳ sau. Mặt khác, nó giải quyết được vấn đề tồn đọng của xã hội và giới chính trị Mỹ từ thời thuộc địa về việc sử dụng nô lệ cho sản xuất. Cuộc chiến này cũng giúp Mỹ trở thành biểu tượng lớn nhất trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ, từ độ khốc liệt của cuộc đấu tranh đến hiệu quả nó mang lại. Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những thông tin trong video? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nhé! Và nếu thích video này, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Spy Room và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nhé! Mình là Yoshi, bye!